Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hiện thực hóa ước mơ đón Trung thu cho trẻ em nghèo, Công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ đã mang một đêm hội trăng rằm ấm cúng dành cho các em. Lấy việc cứu được tính mạng, tài sản của nhân dân làm động lực để chiến đấu, đó là tâm niệm khi làm nhiệm vụ của lực lượng cứu nạn cứu hộ. Nhân ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mời quý vị cùng gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ của họ. Đặt cái vị trí của mình và vị trí của người thân của nạn nhân thì họ mà xót xa đau khổ như mất mát của họ thì coi như là mình cũng là người thân của họ. Bây giờ mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 9, Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức sơ kết công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và công tác công an quý 3 năm 2020 với sự tham dự trực tuyến của công an các đơn vị địa phương và đại diện Ủy ban kiểm tra Thành ủy. Thời gian qua, Công an thành phố đã tập trung triển khai đồng loạt các biện pháp, kế hoạch công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, trọng tâm là cao điểm trấn áp tội phạm, bảo vệ đại hội Đảng bộ các cấp, cao điểm phòng chống tội phạm nhập cảnh trái phép, tiếp tục kiểm soát tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường. Đặc biệt, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố đã khởi tố 6 vụ án, 13 bị can, tăng cường kiểm tra số người nước ngoài vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh với tổng số tiền phạt gần 500 triệu đồng. Trong quý 3 năm 2020, tội phạm về trật tự xã hội giảm mạnh 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý 3, Đảng bộ Công an thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an thành phố theo đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu về nhân sự, tiến độ đề ra. Trong quý 3 năm 2020, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố và Công an các quận huyện đã tăng cường tuần tra kiểm soát và kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông. Qua đó phát hiện, xử phạt gần 15.000 trường hợp vi phạm, nộp kho bạc nhà nước hơn 9 tỷ đồng. Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông trong quý 3 giảm so với cùng kỳ năm 2019. Tai nạn giao thông giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 3 diễn ra vào ngày 30 tháng 9, lực lượng Thống Nhất sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát để phát hiện, xử lý triệt đề các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc cũng như hoạt động tham quan du lịch, xúc tiến đầu tư của người dân, doanh nghiệp và du khách đến với thành phố. Ngày 30 tháng 9, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Đại hội Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và lễ trao giải báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2019. Hội Nhà báo thành phố hiện có 282 hội viên đang sinh hoạt thường xuyên tại 7 chi hội trực thuộc và câu lạc bộ nhà báo cao tuổi. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 12 người, ông Nguyễn Đức Nam, tổng biên tập báo Đà Nẵng tái cử chủ tịch Hội Nhà báo thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Tại đại hội, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể cá nhân đạt giải báo chí thành phố năm 2019. Trong đó, truyền hình An ninh Đà Nẵng đạt giải nhì, giải báo chí thành phố với tác phẩm Khủng hoảng rác. Ngày 30 tháng 9, tại làng thể thao Tuyên Sơn đã diễn ra lễ bế mạc giải bóng đá tranh cúp báo Công an thành phố Đà Nẵng năm 2020. Giải năm nay quy tụ 8 đội bóng đến từ những câu lạc bộ mạnh trên địa bàn thành phố nhằm tạo sân chơi bổ ích, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị. Kết quả, đội A65 FC đã đoạt được chức vô địch. Trước đó, chiều ngày 28 tháng 9, tại sân thể thao Chuyên Việt số 98 đường Tiểu La đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá truyền thống Tuổi trẻ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lần thứ nhất. Đây là một trong nhiều hoạt động nhằm hướng đến kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và ngày phòng cháy chữa cháy toàn dân. Ngày 28 tháng 9, Công an huyện Hòa Vang tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại xưởng dịch vụ Hyundai Sơn Trà. Thông qua buổi thực tập đã nâng cao năng lực xử lý tình huống cháy nổ của lực lượng chữa cháy tại chỗ, sử dụng thành thạo các phương tiện để chữa cháy ban đầu và nâng cao nhận thức trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Sáng ngày 29 tháng 9, Khối thi đua xây dựng lực lượng hậu cần Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình giao lưu tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm Nạn nhân chất độc da cam của thành phố Đà Nẵng nhân dịp Tết Trung thu năm 2020, gồm các suất quà, nhu yếu phẩm và lương thực để có thêm điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc,
giúp đỡ các nạn nhân da cam được tốt hơn. Tổng trị giá các phần quà là 16 triệu đồng. Đây cũng là chương trình thiện nguyện của khối thi đua xây dựng lực lượng hậu cần công an thành phố nhằm chung tay cùng thành phố thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, rằm tháng 8 Tết Trung thu luôn là dịp để các em nhỏ mong đợi háo hức, không chỉ bởi các em được rước đèn phá cỗ, được nhận quà từ người lớn, mà còn bởi các em được xem những màn múa lân đặc sắc, được gặp ông địa vui nhộn. Những tưởng bao điều giản dị ấy trẻ em nào cũng dễ dàng có được, nhưng không, vẫn còn rất nhiều trẻ em nghèo khó khăn xem đấy là ước mơ khao khát. Đêm hội trăng rằm mà công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức đã mang đến một không gian diệu kỳ cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Háo hức, mong ngóng, đấy là tâm trạng của rất nhiều em nhỏ khuyết tật, là con hộ nghèo, con em của những người đã và đang vi phạm pháp luật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Hòa Thọ Đông. Và khi trăng lên, cũng là giờ phút các em chờ đón đã tới. Được tận mắt nhìn thấy ông địa, được xem múa lân đã khiến các em hạnh phúc ngập tràn. Hôm nay con thấy rất vui, có mấy chú lân nhảy rất vui, con địa bắt tay con nữa rất vui. Hơn 50 suất quà Trung thu đã được công an, Ủy ban nhân dân phường Hòa Thọ Đông và các mạnh thường quân trao tận tay các em. Mỗi phần quà dù không lớn, giá trị không nhiều nhưng đã góp phần động viên và khích lệ các bạn nhỏ. Em rất là cảm ơn những cô chú công an đã tổ chức một đêm Trung thu thật là ý nghĩa cho chúng em. Và chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt và vâng lời cha mẹ. Việc làm của chính quyền và công an phường Hòa Thọ Đông sẽ giúp các em nuôi dưỡng ước mơ xây dựng tương lai mai sau tốt đẹp hơn. Và có thể mỗi em nhỏ ở đây mai này trưởng thành cũng sẽ giúp nhiều em nhỏ khó khăn khác có được đêm rằm ước mơ của riêng mình. Tiếp theo là phần tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Tuần qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành bắt giữ và di lý Đoàn Thị Vi, 52 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế, về Đà Nẵng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, đối tượng Vi đã tự cho mình là Việt Kiều, có nhiều tài sản, muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam để thành lập công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt để làm Minh Phong. Từ đây, đối tượng bắt đầu mồi chài người dân mua đất dự án chưa được chủ trương, đồng ý của chính quyền địa phương để chiếm đoạt số tiền 23 tỷ đồng tiêu xài cá nhân. Ngày 26 tháng 9, Công an quận Sơn Trà đã bắt tạm giam Nguyễn Tiến Dũng, 18 tuổi, trú tỉnh Gia Lai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, tháng 10 năm 2019, Dũng đã lấy tên bạn mình để mở 3 tài khoản ở 3 ngân hàng khác nhau, đồng thời mượn cả Facebook của người này. Ngày 29 tháng 6, biết chị Trần Nguyễn Như Quỳnh, trú ở phường Hòa Xuân, muốn mua kim cương trong game, quy đổi ra tiền mặt là 21,5 triệu đồng, nên Dũng đã dùng Facebook nhắn tin với chị Quỳnh. Cả hai đồng ý giao dịch. Ngay khi nhận được số tiền chị Quỳnh chuyển thành công, Dũng đã chặn toàn bộ liên lạc với chị nhằm chiếm đoạt số tài sản nêu trên. Tối ngày 30 tháng 9, Công an quận Hải Châu kiểm tra Huỳnh Chí Tín, 30 tuổi, trú quận Thanh Khê, điều khiển xe máy chở theo vợ là Nguyễn Thị Như Phượng, 28 tuổi, lưu thông trên đường Trưng Nữ Vương, phát hiện trong người Phượng có một gói ni lông chứa chất bột màu trắng. Tín và Phượng thừa nhận đấy là ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Tín trên đường Điện Biên Phủ, Công an quận Hải Châu phát hiện bà Trần Thị Ánh, 48 tuổi, trú quận Thanh Khê, là mẹ ruột của Tín, đã cầm heroin leo qua ban công nhà hàng xóm để cất giấu trong đồ gia dụng nhưng bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Thu giữ khoảng 100 gram heroin và nhiều dụng cụ dùng để phân chia, mua bán ma túy kiếm lời. Ngày 29 tháng 9, đội cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Công an phường Hòa Hải đã truy xét và bắt giữ Võ Thành Nhân, 23 tuổi, trú quận Sơn Trà về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan điều tra, trưa ngày 27 tháng 9, Nhân điều khiển xe ô tô vừa thuê được trên đường Nguyễn Cơ Thạch thuộc địa bàn phường Hòa Hải thì nhìn thấy anh Chen Jie, quốc tịch Trung Quốc, ra khỏi nhà nhưng không khóa cửa nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản. Nhân cất chiếc xe ô tô ở một địa điểm, đi đến nhà của người này và lẻn vào bên trong. Sau khi lục tung đồ đạc, Nhân phát hiện trong tủ quần áo có một đồng hồ Omega và một máy tính bảng, liền lấy mang đi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã truy xét và bắt giữ khẩn cấp Nhân tại nơi ở của mình.
Trong tuần, Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu đã đưa ra xét xử công khai và tuyên phạt mức án từ 9 tháng tù đến 1 năm 6 tháng tù đối với 5 bị cáo cùng chú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, gồm Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Ngọc Cường, Nguyễn Văn Hướng, Phan Xuân Hiếu. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Chiến cho hưởng án treo cùng với tội danh chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, chiều ngày 4 tháng 8, tổ công tác của phường Hòa Hiệp Nam đến giải quyết việc gia đình bị cáo Cường đang xây dựng công trình nhà vệ sinh không có giấy phép xây dựng trong thời gian giãn cách xã hội và lấn chiếm ảnh hưởng đến hành lang an toàn đường sắt Bắc Nam tại tổ 4 phường Hòa Hiệp Nam của Liên Chiểu. Trong lúc tổ công tác đang thi hành công vụ thì 5 bị cáo đã tấn công lực lượng quy tắc và công an phường, gây thương tích, cản trở lực lượng chức năng thực thi công vụ. Rạng sáng ngày 29 tháng 9, một vụ cháy đã xảy ra tại kho phế liệu nằm trên đường Hoàng Sa thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã triển khai 2 xe chữa cháy, nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy, không để cháy lan vào nhà dân lân cận. Theo một số người dân thuật lại, vào thời điểm trên, họ nghe thấy tiếng nổ phát ra từ ngôi nhà tạm sát số nhà 31 đường Hoàng Sa nên đã điện cho lực lượng chữa cháy 114. Thiệt hại ngoài số phế liệu trong kho còn chứa một xe máy và một lượng lớn dầu nhớt pin phế thải. Thưa quý vị và các bạn, lấy việc cứu được tính mạng, tài sản của người dân làm động lực để chiến đấu, đặt vị trí của mình vào chính người thân của nạn nhân để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Đó chính là công việc hàng ngày của các chiến sĩ trong lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng. Nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống lực lượng này, chúng tôi xin giới thiệu về những công việc của lực lượng. Lên đường ngay khi nhận được lệnh, không kể ngày hay đêm, môi trường xảy ra vụ việc ở trên cao hay dưới nước, sẵn sàng chiến đấu hết mình, bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân. Đó là công việc của các chiến sĩ thuộc đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng. Tất cả các tình huống mà vụ việc xảy ra thì tôi cũng luôn nhắc nhở anh em là đặt cái vị trí của mình và vị trí của người thân của nạn nhân, thì họ mà xót xa đau khổ những mất mát của họ thì coi như là mình cũng là người thân của họ. Thực hiện nhiệm vụ kép song hành, các chiến sĩ của đội công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ vừa thực hiện công tác cứu hộ trên cạn, vừa thực hiện tìm kiếm thi thể dưới lòng sông. Điều này đòi hỏi các anh phải trang bị một bản lĩnh thép, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy trực chờ. Cứu hộ sau thì chúng ta toàn là màu đen, cho nên là anh em nó chỉ là sợ. Thì nhưng mà bằng cái trách nhiệm với lại cái nỗ lực để cứu, để hoàn thành cái nhiệm vụ, thì anh em cũng cố gắng vượt qua cái nỗi sợ. Còn nhớ vào tháng 10 năm 2019, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn. Nạn nhân bị một thanh sắt dài khoảng 4 mét xuyên từ lưng ra đến trước đùi. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của các chiến sĩ đội cứu nạn cứu hộ thì có lẽ tính mạng của nạn nhân sẽ gặp nguy hiểm. Tôi rất là hoan nghênh và rất là cảm ơn sự giúp đỡ của quý anh. Chứ không là không biết có còn để mà về trời còn nói chuyện gặp mấy anh nữa kìa. Đa số cán bộ chiến sĩ của đội này thì đều có cái trình độ được đào tạo, do đó là có cái năng lực trong chiến đấu. Khi được nhận nhiệm vụ thì đội này thì tham gia rất là tích cực. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc thù, bên cạnh các trang thiết bị hiện đại, thuần thục kỹ năng nghiệp vụ, đảm bảo tối đa các nguyên tắc an toàn, các chiến sĩ thuộc đội cứu nạn cứu hộ còn phải có bản lĩnh, kinh nghiệm thực tế và đặc biệt là sẵn sàng đặt mình vào vị trí của thân nhân nạn nhân và cộng đồng để vượt qua những khó khăn, trở ngại trong quá trình chiến đấu. Và các anh luôn sẵn sàng lên đường, đương đầu với những thử thách mỗi khi người dân có yêu cầu. Đến đây, chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.